Xin chào mọi người, tôi tên là Thành Thắng, đến từ nhà hàng Tôn Giác. Trong vai trò của người dẫn đường, tôi sẽ thực hiện một sứ mệnh cao cả là cùng mọi người đi đến thăm một gia đình gặp nhiều khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình đi tìm cơ hội đổi đời. Bây giờ xe chúng ta đang đi đến đường Quang Trung 02, phường 7, thành phố Cà Mau. Xin cho hỏi phải nhà chị Lệ hay không? Dạ phải anh, mời anh ngồi. Chào chị, em là Thành Thắng, đại diện cho chương trình Cơ hội đổi đời. Em đến đây để tìm hiểu gia đình và cuộc sống của chị như thế nào. Dạ. Và chị tổng cộng có bao nhiêu người con? Em 5 đứa. 5 đứa? Dạ. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Lớn nhất 19 tuổi anh. À, nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? Nhất 2 tuổi. Rồi chồng ở đâu? Chồng em mất gần 3 năm à. Cuộc sống của tôi từ khi ông chồng tôi mất, tôi vất vả lắm. Tại vì mấy đứa nó còn nhỏ quá. Tại gia đình tôi là 6 người, 5 người con với tôi nữa là 6 người. Hai đứa nhỏ thì nó không ăn uống gì trơn. Cơ thể nó không khỏe, nó không ăn gì trơn. Bé trai đó là 4 tuổi, nó hay xỉu. Nếu như nó tức, nó giận là nó xỉu. Không có điều kiện khám tim, chưa đi lần nào hết. Nhà này thì hai bên vách, hai bên thì cũng nhờ hàng xóm. Vách ngoài sau cũng nhờ luôn à. Chỉ có cái nóc, cái nền không đó. Hàng xóm cho tôi tiền nhận lót cái miếng gạch lại cho mấy cháu đi tới lui thôi. Sáng em giữ hai đứa nhỏ, rồi có ai đem cá, đem gì lại thì em mặn cho người ta để nuôi mấy đứa nhỏ này. Ở nhà em không có đủ điều kiện để cho em đi học tiếp. Em đi làm phụ nuôi em tiếp mẹ, thì sáng em đi làm, rồi giấc trưa thì mẹ em làm, em đi về. Cực lắm, nhiều khi nhầm khách cũng có nặng nhẹ vậy đó. Cũng kiểu tuổi thân, em không dám nói với mẹ em muốn đi học lại. Tại em biết nhà mình vậy rồi, với em muốn mẹ lo. Nhiều khi ở sớm người ta xách đồ được lại cho mình giặt. Tôi giặt, tôi phơi xong xếp đem lại cho người ta đàng hoàng. Tôi đi làm, tôi mang hai đứa theo, nhỏ theo. Mang theo lên chợ đi thả cho nó chơi vòng vòng. Nhưng nó quậy, nó khóc quá thì cũng kêu chế nó tiếp giữ. Mà nó cũng không chịu chế nó, nó chịu tôi là nhiều hơn. Bản thân thấy có lỗi với con rất là nhiều. Tại vì con mình không có được như con người khác. Cũng có nhiều khi buồn, nằm suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia khóc cũng có. Mà khóc không để cho con thấy. Lúc con chồng tôi mất, tôi đang mang bầu bé nhỏ đó, thì cũng có một người đến xin hỏi xin bé. Tôi không có cho, chị em nó mà gắt nó ra cho thì mình cũng đau đớn lắm. Gắng nuôi các con cho biết sao giờ.